Xin chào các anh em, chào mừng thầy có quay trở lại kênh Đặng Tín Audio nha. Thì tiếp tục có video ngày bên Đặng Tín Audio sẽ xả cho anh em mình tiếp tục những chiếc quản lý nguồn với giá sập sàn luôn, những chiếc quản lý nguồn DBX DH980, một dòng quản lý nguồn thực sự là đẹp và hay chuẩn nhất 2021 hiện nay, phiên bản mới nhất 2021 này nhá, thực sự rất là đẹp luôn, DBX DH980. Và thực sự trong bộ dàn âm thanh hoặc là bác dùng thiết bị thì nên sở hữu một chiếc dàn, một chiếc quản lý nguồn như này để nó bảo vệ các thiết bị cho bác và nó rất tiện lợi. Anh em phải cắm tất cả thiết bị vào đây. Thì đây đằng sau của cái quản lý nguồn đây thì nó sẽ có 8 ổ cắm, 1 2 3 4 5 6 7 8 ổ cắm. Đằng trước có một ổ cắm rất tiện lợi và tất cả chân cắm đều bằng đồng. Và những cái chân này bác cắm yên tâm là không được bị doãn nhá. Đây là hàng chất lượng chứ không phải những cái hàng rẻ tiền. Các vui lòng hộ kênh Đặng Tín Audio xin một like nhé. Một bác để lại em một like và đăng kênh đổi cho em. Và cho anh em mình xem dây nguồn này. Dây nguồn đầu vào cực kỳ lớn, anh em yên tâm về độ chịu tải con này nhá, thoải mái luôn. Và đằng trước đây mặt phải nhùn rất đẹp. Thì con này có màn hình báo số vô này. Đấy, đồng hồ báo vô này. Đấy, 220V. Và nó có át tẩu, khi tất cả sự cố át nó sẽ nhảy luôn. Như này là át sẽ nhảy luôn. Đấy. Mình bật lên thì khi mình bật nhá, nó sẽ bật từ cổng 1, là từ cổng 1 đến cổng 8. Và khi mình tắt đây này, tắt đi sẽ bắt tắt từ cổng 8 cổng 1. Đây em bật cho bác xem này. Bật này. Đây nó sẽ bật từ cổng 1 cổng 8 này. Và có một cổng cắm USB cho anh em nào sạc điện thoại đây cũng được. Thực sự là đây là một dòng sản phẩm rất tiện ích cho các bác. Các bác lên có trong một các thiết bị điện hoặc các bác nào dàn âm thanh lên sử dụng có. Phải có cái này. Nó rất tiện lợi, nó bảo vệ tất cả thiết bị cho các bác. Quan trọng nó quá tiện lợi luôn. Vì nó có 8 ổ cắm này các bác. Kiểu gì thì kiểu bác vẫn phải mua ổ cắm để cắm mà nó không an toàn như con này được. Và đặc biệt ngày hôm nay bên Đặng Tín Audio sẽ xả sập sàn cho anh em mình luôn những chiếc quản lý nguồn DBX này. Bác nào chốt nhắn tin qua số thoại chốt quản lý nguồn cho em. Chỉ cần nhắn tin qua số thoại chốt quản lý nguồn cho em nhá. Nhắn tin qua số thoại chốt quản lý nguồn em bán sập sàn em luôn, chiếc quản lý nguồn này với giá chỉ có 1.200.000. Em bán thực sự nghe em sập sàn chỉ có vài chiếc nhất thôi, cho bác nào nhanh tay 1.200.000. Vì giá con này đang bán là 2 triệu. Ngày hôm nay bán anh em 1.200.000 vào ship, 1.200.000 vào ship. Hàng nguyên hộp shop bảo hành 1 năm, tất cả sản phẩm bảo hành 1 năm. Bác nào chốt nhắn tin qua số em chốt quản lý nguồn cho em. Cứ nhắn tin qua số thoại em cho nhân viên chốt đơn được không? Anh em nào chốt cứ nhắn tin qua số em chốt quản lý nguồn cho em 1.200.000. Số lượng rất có hạn nha, chỉ có vài chiếc thôi anh em làm nhanh tay. Còn sau vài chiếc này anh em sẽ quay về giá 2 triệu em nhé. Được chưa? Em chỉ giảm giá có vài chiếc thôi. Thì bác nào thực sự muốn sở hữu trên tay 1.200.000. Chỉ với giá 1.200.000 em bao ship bảo hành 1 năm. Bác nhận hàng kiểm tra thanh toán. Bác nào chốt nhắn tin con sao em chốt quản lý nguồn cho em nhanh tay nhá. Cứ nhắn tin con sao chốt quản lý nguồn cho em 1.200.000. Hàng nguyên hộp shop bảo hành 1 năm. Đây số thoại ghi đồ bài 0916957888. Chốt cứ nhắn tin cho em 1.200.000 một chiếc. 1.200.000 một chiếc quản lý nguồn. Thực sự nó đẹp. Và đây phiên bản mới nhất hiện nay. Đây có đồng hồ báo số vô này. 1.200.000 em bao ship nha. 8 ổ cắm đằng sau bác cắm thoải mái và một ổ cắm đằng trước rất tiện lợi. Có cổng USB. Đấy, anh em thấy bật tắt từng cổng một đây. Bác muốn bật tắt cổng nào cũng được. 1.200.000 thôi. Anh em nào chốt nhắn tin qua con số thoại em chốt quản lý nguồn nha. Số thoại 0916957888 nha. Chốt quản lý nguồn nha. 1.200.000. Thực sự anh em bỏ tiền ra chơi rất sản phẩm rất tiện ích cho các bác luôn. Quan trọng sản phẩm này nó rất là tiện ích và quá tiện lợi cho các bác. Đáng bỏ đồng tiền ra để đầu tư, nó an toàn cho tất cả thiết bị các bác. Rồi cho 1.200.000 chỉ vài chiếc duy nhất, em giảm giá vài chiếc duy nhất thôi nhá. Vì em đang bán con này là 2 triệu cơ. Thì hôm nay đúng là mùa Covid thì em giảm giá cho các bác vài chiếc thôi. Thì bác nào chốt nhắn tin qua số em chốt quản lý nguồn cho em 1.200.000 em vào ship nhá. Em chốt nhắn tin qua số em chốt quản lý nguồn cho em 1.200.000. Nói về độ đẹp con quản lý nguồn này anh em thấy nó đẹp như này có biết rồi đấy. Ok chưa? Rồi và xin chào các bác nhá. Hẹn gặp lại các video tiếp theo nhá. Chào các bác nhá.